Tại vì Mai cũng điều trị cho Mai này, rồi Mai điều trị cho bạn bè, người thân, rồi khách hàng. Được thì thành ra là như chị. Nói chung thú thật là hồi xưa em cũng không có điều kiện để em làm. Cho nên bây giờ em có kinh tế một chút xíu nên em muốn làm đẹp. Theo dõi trên trang mạng của chị thấy chị, và bây giờ theo cái cách này thì em cảm thấy an toàn quá. Vết nám của chị nghĩ nó lâu năm rồi, cái vết phun xăm nữa chị nghĩ chắc không bao giờ, nhưng mà không ngờ thì với công nghệ mới của bên em và cái tay mát tay của bác cho nên đã tạo nên cho chị ngày hôm nay. Biết ơn bác. Hôm nay mình thấy mình cải thiện được bao nhiêu phần trăm rồi chị ha? Chị hả, nếu mà theo chị cảm nhận á là 80% sau cái liệu trình lần thứ sáu chị đã làm thế này, bởi vì nám chị biết là nó sẽ khó và chị nghĩ không bao giờ là gì.